Israel và Hamas, đồng minh, vũ khí của bên nào hơn? Israel có một trong những lực lượng quân đội được trang bị tốt nhất trên thế giới và được Washington hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, Israel phải đối mặt với Hamas, một nhóm vũ trang được đào tạo bài bản và có các đồng minh hùng mạnh trong khu vực. Theo trang tin First Post, Ấn Độ, cuộc xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày thứ 12 với rất nhiều lo ngại về khả năng leo thang. Israel đã tăng cường chiến dịch thanh kiếm sắt bằng cách đưa quân đội và xe tăng tới khu vực biên giới với dải Gaza, tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng. Israel có một trong những lực lượng quân đội được trang bị tốt nhất trên thế giới và được Washington hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, tại dải Gaza, Israel phải đối mặt với Hamas, một nhóm vũ trang được đào tạo bài bản và có các đồng minh hùng mạnh trong khu vực. Cả hai bên đã sẵn sàng cho một chiến dịch trên bộ sau cuộc tấn công chết người vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về nguồn lực quân sự của hai bên. Israel. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, IISF, có trụ sở tại Anh, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, có quân số 169.500 người, trong đó có 126.000 là đội quân chiến đấu. Bên cạnh đó, nước này còn có 400.000 quân dự bị, trong đó 360.000 người đã được huy động kể từ cuộc tấn công của Hamas. Israel có một số hệ thống phòng thủ có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, bao gồm cả hệ thống chống tên lửa, vòm sắt. IISF cho biết, Israel có khoảng 1.300 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 345 máy bay chiến đấu và một kho vũ khí khổng lồ bao gồm pháo, máy bay không người lái, UAV và tàu ngầm tối tân. Mặc dù Israel không tuyên bố là cường quốc hạt nhân vì sự mơ hồ về việc sở hữu vũ khí hạt nhân có lợi cho họ, nhưng theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Mỹ, số lượng đầu đạn hạt nhân của Israel là 90. Đồng minh của Mỹ. Theo First Post, Washington hiện cung cấp 3,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự mỗi năm cho Israel theo thỏa thuận 10 năm kéo dài đến năm 2028. Mỹ đã chuyển số lượng đạn dược ngày càng tăng cho Israel và triển khai hai tàu sân bay tới phía đông Địa Trung Hải, tàu chiến lớn nhất thế giới USS Gerald và USS Ashen, nhằm ngăn chặn không chỉ Hamas mà còn cả các đồng minh của lực lượng này ở Iran và nhóm chiến binh Hezbollah. Công ty phân tích quốc phòng Yen có trụ sở tại Anh cho biết, các tàu sân bay Mỹ di chuyển cùng với các tàu nhỏ hơn như tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, cung cấp vô số khả năng bao gồm bảo vệ tên lửa đạn đạo, chỉ huy và kiểm soát, hỗ trợ nhân đạo, sơ tán và cứu trợ thiên tai. Hamas. Theo IISF, cánh quân sự của lực lượng Hamas, dưới tên gọi Lữ đoàn Al-Qassam, có quân số là 15.000 người. Mặc dù IISF lưu ý rằng truyền thông Ả Rập đưa ra con số là 40.000. Hamas có vũ khí hạng nặng có nguồn gốc từ khắp Trung Đông, đặc biệt là từ Iran, Syria và Libya, đồng thời cũng có nguồn cung súng ngắn và súng trường tấn công từ Trung Quốc và các khu vực khác. Phần lớn tên lửa của Hamas cũng được sản xuất trong nước và có công nghệ thô sơ. Hezbollah đã có những trao đổi xuyên biên giới giữa Israel và Lebanon, nơi đặt trụ sở của nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Trung tâm Southbank, một tổ chức phân tích an ninh phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, cho biết Hezbollah có thể hạn chế các nguồn lực của IDF mà không cần phải toàn tâm toàn ý tham gia cuộc chiến, thay vào đó thỉnh thoảng dựa vào các cuộc tấn công bằng tên lửa và đạn tự hành để ngăn chặn người Israel và buộc IDF phải điều động nhân lực và khí tài dọc biên giới phía Bắc. Vào năm 2021, Hezbollah tuyên bố nhóm này có 100.000 chiến binh. Nhưng Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, INSS, một tổ chức tư vấn của Israel, cho biết con số thực tế chỉ bằng một nửa. Chuyên gia độc lập về Trung Đông Eva Kaluridze ước tính Hezbollah có 20.000 chiến binh được đào tạo bài bản và khoảng 50.000 quân dự bị đã được huấn luyện 3 tháng ở Lebanon và 3 tháng ở Iran. INSS cho biết kho vũ khí của Hezbollah có từ 150.000 đến 200.000 tên lửa và đạn tự hành, trong đó có hàng trăm tên lửa chính xác. Vào hồi tháng 5, Hezbollah đã diễn tập các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel với sự tham gia của các hệ thống vũ khí từ Iran, Syria, Nga và Trung Quốc. Iran. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran đã coi việc ủng hộ người Palestine là một trong những trụ cột trong hệ tư tưởng của mình.
hé lộ thu nhập khủng của Hamas, lọt danh sách Forbes, kiếm cả chục triệu USD dễ dàng qua Internet. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabolahin cảnh báo trong những ngày gần đây rằng không ai có thể đảm bảo kiểm soát được tình hình và không mở rộng xung đột nếu Israel đưa quân vào Gaza. Rajim, chuyên gia của INSS, cho biết Iran hiện không quan tâm đến việc Hezbollah tham gia vào một cuộc chiến tổng lực có thể đe dọa đến một tài sản chiến lược quan trọng như vậy. Nhưng ông nói thêm rằng Iran có thể nhúng tay vào nếu bị ép buộc bởi một cuộc tấn công trên bộ của Israel, và đặc biệt là thành công về mặt quân sự của Israel. Điều này sẽ đe dọa đến sự sống còn của Hamas và hoặc khả năng duy trì quyền kiểm soát một cách hiệu quả của Hamas đối với dải Gaza. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.